Hello bạn, Rồi, được chào rồi, dạ, chào anh chào Tư. tất cả các anh chị em trên diễn đàn mạng và chào anh Lính Tăng. Tôi vừa rồi nghe anh có những cái giải thích về cái chuyện các anh em trong cộng đồng Cờ Đỏ có những cái khúc mắc về cá nhân, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh một điểm. Nói dùng Điểm vậy thứ đi hai, anh. về chủ Ngụy thì tôi xin nói với anh thế này. Bây giờ thì bên này thì chúng tôi cũng khuya lắm rồi, 1 giờ sáng rồi, mà ngoài trời mưa rất lớn, cái thời tiết không tốt cho nên wifi nó cũng không hay lắm. Cho nên là tôi thấy anh có cái ý kiến như thế thì tôi cũng xin góp ý, rồi anh em chúng ta thảo luận rồi chúng ta xem xét ha. Về chủ Ngụy, anh hướng dẫn các anh chị em là đó là một cái tỉnh từ, tôi đồng ý nó là từ Hán Việt, tôi đồng ý, tôi hoàn toàn đồng ý với hai điểm đấy. Nhưng về cái sử dụng cái từ thì anh nói diễn đạt cái lịch sử, thì tôi theo ý tôi đó, tôi cũng xin giới thiệu với anh, năm nay tôi cũng ngoài 60 rồi, tôi cũng ngoài 60 và tôi là người sinh trưởng ở Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tức thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Về cái hướng dẫn của anh thì theo tôi thế này. Với tôi chủ Ngụy thì lịch chúng tôi chỉ có yêu cầu lịch sử, nên cái người chép sử nên chép đúng cái sự kiện đã diễn ra. Vì tôi thấy nó hơi bấp bênh ở một cái chỗ thế này. Chúng tôi ở miền Nam, chúng tôi học sử của Việt Nam Cộng Hòa nhé. Tôi là người học của sử của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói cho anh biết là ở miền Nam chúng tôi học sử thì chúng tôi không học được cái chiến thắng Điện Biên Phủ và không biết được cái Hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Genève, Thụy Sĩ, là chúng tôi không được biết cái hiệp thương sẽ được tổ chức vào năm 1956. Đó là hai yếu tố mà tôi nói với anh. Đó là một điểm khác biệt giữa là học sử của miền Bắc và cái sử của miền Nam. Đấy. Cái thứ hai, về cái từ Ngụy thì tôi nói với anh, nhà tôi là cũng Ngụy đấy, Ngụy, nhưng mà theo quan điểm của tôi, cái lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nghèo. Anh biết Hiệp định Paris năm 1973 là ký làm sao cho bằng được để Mỹ rút khỏi miền Nam. Anh có biết ý đồ của Trung ương Đảng làm cái gì không? Bức người mẹ ra khỏi đứa con đang bú, thì đứa con đang bú thì nó đói thì nó lả thôi, phải đánh cho nó nhào. Anh phải hiểu được cái từ đánh cho nó nhào, đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhà. Thì sau khi đã đưa người mẹ đi rồi thì đứa con nó đói thì nó sẽ là đến cái chỗ là nó lả thôi, cho nên là đánh cho người nhà. Mà ở miền Nam chúng tôi lại có cái từ nữa đó, là một cái từ này, phá chiến lược diệt Ngụy Tề, mà dân miền Nam mà đã sử dụng rất là lâu đời. Đây là một cái từ ngữ dân gian. Mà tôi nói với anh một cái thế này nữa, nếu trong bộ sử, tôi cũng nói trong mấy cái livestream khác của những bạn bè khác trên diễn đàn, là chúng tôi hoàn toàn không phản đối bộ sử. Vì bản cái bộ sử trong đó là công sức tiền của là ngân sách của nhà nước bỏ ra rất nhiều, mà một số là các vị có học vị đã nghiên cứu viết lại cho là đời sau. Đây là cái bước tiền đề của cái bộ sử 30 tập, mà nếu bộ sử này không sử dụng những cái từ dân gian, mà cái thời điểm giữa tôi và anh, thì tôi nhìn anh đó, thì tôi với anh là Trần Sườn là hai anh em chúng tôi là cùng cùng lứa tuổi đấy, rồi tôi nhìn anh là cũng cỡ cỡ đấy. Thì anh nên nhớ, nếu chúng ta có tới cháu nội cháu ngoại, cái bộ sử đấy, tôi nói với anh phải hiểu ở một cái chỗ thế này, là cái bộ sử đấy nó không phải là một bài văn, một bài luận văn hay một án thư, mà phải trau chuốt lắm. Nó phải được thể hiện lột tả thực chất của công việc nó, cái lịch sử đã trải qua. Cho nên là tôi, ý tôi thì tôi trình bày với anh như vậy.
Anh quan điểm của anh thì nó cũng có một vài điểm chung nhất, và chúng ta cũng chưa thống nhất ở một cái chỗ là cái chữ ngụy duy trì hay bỏ. Vì Lục Trần, nếu nếu nói Lục Trần cái bản chất của Ngụy Vương Ngụy Quyền, anh có hiểu là sau năm 1975 tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt, tức là chú Sáu Dân, đã kêu gọi thanh niên miền Nam, thanh niên Sài Gòn chứ, thanh niên Sài Gòn chứ không phải là thanh niên miền Nam, không phải toàn người thanh niên miền Nam, thanh niên Sài Gòn đi xây dựng tổ quốc. Anh có biết tổ chức cái gì? Tổ chức là lực lượng thanh niên xung phong vào ngày 28 tháng 3 năm 1976, tại là sân vận động Thống Nhất ngày nay là 10.000 thanh niên đi, trong đó anh biết là bao nhiêu là quân nhân chế độ cũ. Cái từ chúng tôi viết trên cái bản lý lịch ngang cho một số anh em này là chúng tôi cũng rất là nhẹ nhàng. Trong cái hồ sơ lý lịch chúng tôi ghi cho các anh em là những chế độ cũ, nhưng mà sử sử phải chép cho rõ, vì cái đó là cái từ dân gian. Mà hiện tại bây giờ trong thời điểm này anh thấy cả suốt 43 năm nay không ai sử dụng cả, không ai sử dụng cả. Vì sao? Vì cộng đồng dân tộc đã hòa hợp với nhau, ngụy hoặc không ngụy còn đều là quyền công dân như nhau. Nhưng mà chúng tôi muốn nêu lên cái chữ ngụy để về sau này con cháu tôi nó hỏi ông nội ông ngoại sao thơ Bác Hồ thì đọc như thế mà con học sử thì không thấy. Thế thì cái chữ ngụy nó nằm ở đâu? Nếu tôi may mắn tôi còn sống, nếu may mắn tôi còn sống, cháu nội cháu ngoại tôi học được lên cái đẳng cái cấp độ lớp đó thì nó hỏi, nếu tôi còn sống tôi còn có thể là phân tích cho cháu tôi. Nhưng mà nếu đứa gặp đứa cứng đầu nó hỏi ông nội nói sai rồi, ông nội nói sai rồi, vì sử trong cái bộ sử nó không có ghi. Đó là quan điểm của tôi. Vì tôi nói với anh đó là có những cái luận điệu xuyên tạc của những cái đài mà tôi ở đây này, tôi cũng nói thật với anh là tôi đang ở Mỹ chứ không phải tôi ở trong nước đâu đó, thì tôi nói thật với anh được. Nhưng mà những cái luận điệu ở những cái đài ở đây đấy, thì họ hí hửng nếu ta bỏ từ đấy thì họ là một chính thể của một chính quyền. Mà anh đã rõ lần là khi là vua Bảo Đại vào năm 1945 chúng ta làm cái cuộc là giành độc lập lại từ quyền, giành độc lập lại từ tay của Nhật đấy, bị là sau Thế chiến thứ hai là Nhật bị lật đổ là dưới sự lãnh đạo của là Đảng Cộng sản và đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã giành lại độc lập, giành độc lập rồi sau đấy là anh thấy là nước Anh nó vào giải tụi Tào Tưởng vào giải giáp quân Nhật thì nó đã xảy ra những việc cướp bóc khắp là miền Bắc. Anh thấy là anh đọc sử anh cũng biết rồi đấy. Đấy, nhân dân ta đã diệt là giặc cờ vàng là tại vì Phúc Chu Vĩnh Phúc hay cái gì đó tôi lâu quá rồi đó. Anh thấy rồi là bác phải liên lạc với thế giới đề nghị là cho là quân Anh vào giải giáp quân Nhật để làm sao để đẩy cái quân Tào Tưởng về. Anh thấy đảng ta lãnh đạo rất là tài tình theo cái tình huống của xã hội, lịch sử xã hội. Nhưng mà anh nó vào thì thằng Pháp theo vào, vì nó thèm thuồng cái thuộc địa của bán đảo Đông Dương này lắm chứ. Cho nên nó theo vào. Nó theo vào thì sau đấy nó gây kích động để là đánh cái tổ chức. Anh có biết là những năm đó là cái cách mạng mùa thu, tôi nói thật với anh chứ ông ngoại tôi là cũng cái dân là kháng chiến đấy, mà tôi không biết, tôi không được biết đến khi năm gần đến năm 1975 ông ngoại tôi mới nói chuyện với tôi mới hiểu. Anh có biết là cái hệ thống giáo dục về sử địa ở miền Nam đó, làm tôi nói với anh là ngay chính tôi này, học cái môn sử địa đó ở lúc trung học tôi nói anh là tôi nó căm thù cái người cộng sản. Vì sao? Vì sử ở miền Nam dạy cho chúng tôi là người miền Bắc dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc họ cắt lịch sử, anh có biết không? Họ cắt lịch sử hỗ trợ dưới sự hỗ trợ của quân Trung Quốc là chiếm miền Bắc, đẩy đất nước đến chia cắt chia đôi ở vĩ tuyến 17.
theo Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1975, 45. Anh thấy đấy, cái sử nó viết đấy. Cho nên là cái người miền Nam, những thanh niên miền Nam chúng tôi là thù, căm thù người Cộng sản là vậy đấy. Cho nên ngày nay không phải chúng tôi muốn sử dụng lại cái từ Ngụy mà để gieo cái tuổi hận thù của con cháu chúng ta với là người đã đứng trong cái hàng ngũ chế độ cũ, cũng như là chú Sáu Dân Võ Văn Kiệt, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt của chúng ta đã nói không ai chọn cửa mà xin. Nhưng mà cố thủ tướng cũng hiểu rằng là trong giai đoạn đó anh ở bên chiến tuyến đó thì anh bắt buộc phải phục vụ cái guồng máy đó. Tôi nói thế thì mong anh hiểu. Và tôi cũng là một người là cương quyết phải duy trì là cái chữ Ngụy này trong bộ sử, vì nó sẽ làm bước đệm cho cái bộ sử 30 tập. Bộ sử là sử quốc gia, vì tôi nghĩ là cái sử nó là cái công tác tư tưởng cho mọi người. Để cái này tôi nói với anh ấy, là không phải để căm thù mà để cho con cháu thấy sợ bị là dân tộc khinh miệt, những kẻ mà là cổng rắn cắn gà nhà như Trần Tắc, Lê Chu Thống, hoặc sau này là được dựng lên bởi là chính quyền nước ngoài là chế độ Ngô Nhiệm và chế độ là Nguyễn Thiệu. Cho nên để chúng ta có những danh nhân Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Yết Kiêu, Giả Tưởng, Trần Đức Cảng, v.v. Và cận đại chúng ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những vị danh nhân được lưu danh đến muôn thuở. Thì những kẻ mà làm phản bội cái sự nghiệp của dân tộc, phản bội lại đất nước thì phải được lưu sú đến muôn đời, mà thấy những hình ảnh đó thì bỏ vào xe té ra, không được tiếp tay. Đó là cái ý thức hệ cho cái hệ cho thế hệ mai sau. Chứ chúng ta ở đây bây giờ thì sau 40 mấy năm rồi, chúng ta sống rất hòa đồng với nhau, chúng ta không còn phân biệt là anh này là Ngụy, anh kia là cộng sản cả. Nhưng mà chỉ có một số cái bọn mà nó ngày xưa nó được hưởng bổng lộc của chế độ cũ. Tôi dùng cái chế độ cũ, tôi không miệt thị họ bằng chữ ngụy quyền, ngụy quân, thì họ mất cái quyền lợi đó, cho nên họ bây giờ ở bên này họ ra đảng. Tôi nói với anh như thế, cho nên là tôi đề nghị với anh, đây là một cái ý kiến của tôi, nhưng mà ở đây tôi sống ở nước Mỹ thì nó tự do rồi. Nhưng mà tôi nói ý kiến của tôi, và đồng thời anh cũng có cái ý kiến quan điểm của anh, thì anh em mình cũng chỉ trao đổi để xem, để là tất cả anh em chị em cộng đồng mạng rồi người ta cũng tham khảo xem, rồi người ta nhận định, rồi người ta theo một cái hướng chiều hướng nào đó, thì cũng đó là ta bỏ ngỏ để cho tất cả mọi người cùng phán xét, phải không anh Lính Tăng?